Ok, như vậy là 4 mặt hoa văn đã tháo xong. Đây, có thể quay cho các bác xem. Cái phần này đúc là có thể là đúc chưa được cẩn thận lắm, cho nó còn hơi một chút rỗ này. Nếu mà gõ đều một chút nữa thì nó sẽ không có cái phần rỗ này nhá. Đây, hoa văn là rất là nổi này. Hoa văn là cành này, có lẽ là cây đào đây, quả đào đây, là chim. Đấy, thể hiện cái sự tài lộc này. Chào mừng tất cả các bác tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube được cơ sở Khuôn Chậu Tiên Yên. Và ngày hôm nay rất là vui mừng khi thông báo tới tất cả các bác là cơ sở đã có bộ chậu vuông, một bộ chậu vuông mà kích thước ghi ở trên khuôn nó là 35 cm, nhưng mà một lát nữa thì tháo ra thì sẽ phải đo lại bộ khuôn này, bởi vì là nhìn tổng thể là có thể là chưa đến 35 cm. Và ngay bây giờ thì cơ sở Khuôn Chậu Tiên Yên sẽ tháo bộ khuôn này để chúng ta cùng nhau xem về phần hoa văn cũng như là các kích thước của bộ khuôn này. Bộ này đã được đúc từ hôm qua đến hôm nay thì đã được khoảng 24 giờ đồng hồ rồi. 24 giờ đồng hồ với loại khuôn nhỏ này thì ta tháo cũng đơn giản thôi. Đấy, có vẻ như là khuôn rất dốc nhá. Rất dốc, tháo ra nó đã bong ra như này rồi. Đó. Đây có lẽ là một mẫu chậu phục vụ rất là tốt trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Bởi vì mẫu nhỏ này chúng ta phải chơi những cây mai, cây quất hay những cây đào dạng nhỏ. Đó, đã ra rồi này. Cái khuôn tháo ra rất là sạch sẽ này. Cái hoa văn rất là nổi đây. Ok, như vậy là 4 mặt hoa văn đã tháo xong. Đây, có thể quay cho các bác xem. Cái phần này đúc là có thể là đúc chưa được cẩn thận lắm, cho nó còn hơi một chút rỗ này. Nếu mà gõ đều một chút nữa thì nó sẽ không có cái phần rỗ này nhá. Đây, hoa văn là rất là nổi này. Hoa văn là cành này, có lẽ là cây đào đây, quả đào đây, và chim. Đấy, thể hiện cái sự tài lộc này. Đây, rất là nổi, rất là rõ. Rồi bây giờ tháo nốt cái phần đáy ra. Đấy, phần đáy này nhấc nhẹ đã ra rồi. Đấy, nó chỉ có hơi có một chút mơ viên này thôi. Đó. Sẽ bỏ bớt những mơ vía đi. Rồi, ok, như vậy là phần hoa văn thì rất là nổi rõ rồi. Chúng ta không bàn cãi về hoa văn nữa rồi. Form chậu cũng rất là đẹp, cân đối. Có vẻ là rất là sang trọng với cái mẫu chậu này. Vuông nhưng mà nó lại vuông mà nó có phần vát góc nhá. Nó tạo lên cái vừa khỏe mà lại vừa mềm mại của cái chậu nhá. Chứ nó không vuông hẳn sắc cạnh, mà vuông cái phần vát góc này này. Đấy, rất là hay. Rồi, bây giờ sẽ đo kích thước nhá. Kích thước đo thành phẩm luôn cho chính xác này. Đó, rộng miệng của nó đo được là 33 cm rộng miệng. Còn lọt lòng là được khoảng 27 cm. Đấy, lọt lòng 27 cm. Chiều cao là 31 cm. Như vậy là cao 31, rộng 33. Cao 31, rộng 33. Và chéo cạnh của nó là 44 cm. Chéo cạnh 44 cm. Hay còn lòng trong. Lòng trong đo được là 27 cm. Đấy, lòng trong cũng rất là đẹp nhá. Tháo ra là nó có hai cái lỗ thoát nước luôn này. Đây, có tháo lòng trong sau nó còn có vữa rơi vào. Đó, rất là đẹp. Thế còn bộ khuôn. Đây, sẽ lấy bộ khuôn mới quay cho các bác xem cho sạch sẽ đây. Đấy, đây chính là bộ khuôn đây. Bộ khuôn này lòng trong là giới thiệu với các bác lòng trong liền khối nhá. Lòng trong liền khối này có hai lỗ thoát nước luôn. Đó, lòng trong liền khối 4 mảnh này và có tấm đáy. Đó, với bộ vuông 33cm này rất phù hợp cho những xưởng sản xuất chậu cảnh, hoặc là chúng ta đơn giản chỉ mua về ta trồng chơi thôi, phục vụ gia đình thì cũng đều có thể mua được. Hiện tại là bộ này vừa mới về một lô cho nên chưa kịp báo giá các bác. Sau khi xem video này các bác có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở khuôn chậu Tiên Yên theo số điện thoại trên màn hình này để nhận báo giá sớm nhất cái bộ khuôn này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Nhớ là đăng ký theo dõi kênh YouTube cơ sở khuôn chậu Tiên Yên để nhận được những thông báo sớm nhất về các mẫu khuôn cũng như là các chương trình khuyến mại được phát trong tháng tới. Xin chào và hẹn gặp lại.